đưa bóng rất tốt. Vẫn là của Hải Phòng. Hải Huy. Đến đâu? 2-0 Hải Phòng. Sau một loạt những tình huống lộn xộn và cả gây tranh cãi, ở phút thứ 36, Hải Phòng đưa tỷ số trận đấu lên 2-0. Tác giả thân rồi không ai khác chính là Di Mario. Pha ghi bàn thứ 11 của Di Mario ở mùa giải này. Lượt đi Di Mario cũng ghi bàn vào lưới của đội chủ nhà Thống Trinh. Và hôm nay anh lại lập công. Bộ đôi tấn công của Hải Phòng đều đã nổ súng, Di Mario và Mpande. Có thể thấy được sự nhạy cảm và sức mạnh của Di Mario. Anh phản xạ nhanh, chọn điểm rơi tốt và đè đối phương đánh đầu. Trung vệ Lucas đã thất thế trước Di Mario. Hữu Phúc là cầu thủ từng chơi cho khá nhiều câu lạc bộ. Việt Hưng. Di Mario. 3-0 Hải Phòng. Cú đúp của Di Mario. Tiền đạo người Jamaica đang một mình dẫn đầu danh sách vô địch lưới của mùa giải hôm nay. Anh đã ghi được 12 bàn thắng. Trước trận đấu ngày hôm nay, Di Mario có được 10 bàn. Hôm nay anh đã có thêm cú đúp đến thời điểm này. Di Mario đã có 12 bàn, gấp đôi so với Giovane, cầu thủ xếp ngay sau anh trong bảng danh sách những người ghi bàn nhiều ở mùa giải này. Di Mario chơi rất thăng hoa ở phòng mùa giải này. Rất sung sức, với cảm giác bóng rất tốt. Thời điểm mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dẫn Hải Phòng về nhì V-League cũng là lúc mà họ có những tiền đạo rất hay.